Ngày hôm nay đội hình ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gồm có số 14 Thủ Thành Trần Thị Kim Thanh, số 2 Trần Thị Hồng Nhung, số 3 Trương Thị Kiều, số 15 Phạm Thị Tươi, số 22 Nguyễn Thị Xuyến, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 11 Thái Thị Thảo, số 16 Dương Thị Vân, số 18 Nguyễn Thị Vàng, số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy và số 9 là Huỳnh Như. Để có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ chủ nhà Philippines với tỷ số là 2-0 với những bàn thắng của Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Dung ở lần gặp nhau đầu tiên của vòng bảng. Và lúc này tiếng còi của trọng tài đã vang lên, nhưng vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam đưa chuyền dài cho Tuyết Dung. Đây là Tuyết Dung, vẫn còn cú đá từ xa không vào, bóng đã chạm xa ngang nhưng vẫn còn. Vừa rồi đã có tình huống cao chân của đội tuyển Thái Lan rất nhịp nhàng. Hãy cùng xem lại cú đá của số 18, đó là Nguyễn Thị Vàng. Và chỉ có may mắn, thực sự là may mắn thì mới giúp cho khung thành của Thái Lan. Huỳnh Như, thêm một đường chuyền, Tuyết Dung, qua người rất hay, vẫn là Tuyết Dung, dứt điểm, không được. Một bữa chơi đa dạng. Cơ hội cho Thái Lan, đã có tiếng còi của trọng tài. Tình huống việt vị của số 8, không như vậy người thoát xuống. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, rất rõ ràng. Một tình huống rất rõ ràng. Qua người không thành công của số 7 nhưng bóng vẫn còn cho các đội Việt Nam đưa chuyền vào. Nguyễn Như, đây là Tuyết Dung, cú đánh đầu, đó là pha đánh đầu hơi nhẹ và không được. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang có cơ hội trở thành vua phá lưới giải đấu. Đó là pha xử lý an toàn của Trương Thị Kiều. Và tấn công bên cánh trái rất hay, đó là tình huống cắt bóng kịp thời của số 2 Trần Thị Hồng Nhung. Nếu như đường truyền vừa rồi vào trong thành công thì chắc chắn là sẽ có những khó khăn đối với thủ thành Kim Thanh. Và lên bóng rất nhanh của Intami. Lấy bóng rất tốt, Tuyết Dung. Bóng trở về chân của đội tuyển Việt Nam. Và tăng tốc của Tuyết Dung, vẫn là Tuyết Dung, rất cố gắng. Tình huống tấn công là vẫn còn, dứt điểm từ xa, đó là cú sút của Thái Thị Thảo. Tuyết Dung, tình huống tung chân rất nhanh của số 7 đội tuyển nữ Việt Nam. Đường chuyền của Nguyễn Thị Xuyến đến đâu, tình huống và bóng cao chân của số 13 Che Tha Bút. Một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ vàng nếu như trọng tài nghiêm khắc, và đúng là như vậy. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho đội tuyển Thái Lan, Che Tha Bút. Người bị đau đó là Trương Thị Kiều. Vâng, chúng ta cũng thấy là bắp đùi của Trương Thị Kiều đã chảy máu sau pha vào bóng vừa rồi của Che Tha Bút. Một tình huống rất nguy hiểm. Với Trương Thị Kiều, chúng ta không chỉ có một trung vệ có lối chơi tỉnh táo, mà còn là một chân truyền từ phần sân nhà lên phía trên cho Huỳnh Như. Trương Thị Kiều là một tài năng trẻ đã trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Giành huy chương vàng bạc đồng. Và tiếng còi của trọng tài Kazumi Asaka đã vang lên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hiệp đấu thứ hai. Đường chuyền dài, Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như. Có dứt điểm, không được. Bóng đi cao, đó là pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một pha tấn công nữa về phía khung thành của Bung Sinh. Nỗ lực tranh chấp của Huỳnh Như đã mang đến cơ hội cho Nguyễn Thị Vạn. Đường chuyền rất nguy hiểm,
đó là Tanakan. Rất hay, đó là pha phản công chính xác của Trần Thị Kim Thành. Ưu thế thành của đội tuyển Việt Nam. Người đã có đường truyền vào trong đó là số 16 Sen Chan. Đây là Chia Tha Bút. Itami rất nguy hiểm và như vậy tỷ số đã là 1-0. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem, dường như đã có vị quỵ của Tanakan. Đúng là như vậy. Đúng là như vậy, Tanakan đã rơi vào thế vị quỵ. Tanakan với chiều cao 1m75, và nếu như để cho cô thoải mái không chiến thì đó là một cần phải có những giải pháp. Ở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam, ở tình huống vừa rồi khi mà Trương Thị Kiều đã phải giạt ra biên thì lập tức ở phía trong rất khó để có ai khống chế được Tanakan. Nhưng rất may là Tanakan đã vị quỵ. Như đã di chuyển nhanh hơn tình huống bóng vừa rồi. Thì hai đội bóng thường xuyên gặp nhau ở các đấu trường trong khu vực và cả đấu trường vô lực. Đây là một tình huống nguy hiểm của các đội Thái Lan, nhưng tiếp tục là một pha xử lý an toàn của Kim Thành. Hai đội bóng sóng gió bằng những pha bóng bổng về phía khung thành của Việt Nam. Số 13. Tình huống bắn của Nguyễn Thị Xuyến. Tình huống bắn ra nguy hiểm của thủ thành của Thái Lan. Người đang bị đau là Phạm Hải Yến. Sau một va chạm vừa rồi với thủ thành Bosin Warapong. Và cùng xem lại tình huống bóng này. Vẫn là số 23 được chuyền vào. Đất đáng tiếc, bóng đã trôi qua hai cầu thủ bên phía Việt Nam. Quỳnh Như đã không kịp băng vào sau đường chuyền vừa rồi của Bích Quỳ. Đó là một tình huống bóng rất tốt để Việt Nam có bàn mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền vào rất tốt của Bích Quỳ, nhưng Quỳnh Như đã không có được một điểm chạm bóng hoàn hảo. Trong buổi phản công cho đội tuyển Việt Nam, Quỳnh Như đã di chuyển. Quỳnh Như pha tăng tốc, phải có thẻ vàng, chắc chắn là sẽ có thẻ vàng cho đội tuyển Thái Lan. Đó là số 16 Sen Chan. Một tình huống mà Sen Chan đã bắt buộc phải phạm lỗi với Quỳnh Như. Tuyết Dung đưa truyền cho Bích Quỳ, rất hay, Bích Quỳ. Đưa truyền vào trong của Bích Quỳ đã không thành công. Thành công cho đội tuyển Thái Lan. Rất tốt, tình huống băng ra kịp thời của Kim Thành. Và xử lý chắc chắn của Kim Thành sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội. Vừa rồi Hải Yến đang di chuyển. Đó là pha áp sát rất nhanh của hai cầu thủ bên phía Thái Lan. Một cái tình huống vào bóng vừa rồi đó là Tanakan. Quyết định tung cầu thủ cánh trái Hoàng Thị Loan vào sân được xem một bóng rất đáng chú ý trong khoảng thời gian đầu tiên của hiệp vụ. Đưa vào cơ hội. Đó là bàn mở tỷ số cho các đội Việt Nam. Người ghi bàn là Phạm Hải Yến. Một tình huống rất bất ngờ và đây là một đòn giáng rất nặng cho các cầu thủ Thái Lan khi quay trở lại trong hiệp phụ. Khi mà những tình huống phối hợp đang không mang lại hiệu quả thì một tình huống cố định đã mang về bàn thắng quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam. Một tình huống mà chúng ta tìm được bàn thắng từ không chiến. Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình như Thái Lan, nhưng chúng ta lại có bàn thắng từ một pha đánh đầu. Bàn thắng đầu tiên của Phạm Hải Yến tại kỳ SEA Games 30. Nhưng nó chắc chắn sẽ là một bàn thắng cực kỳ quan trọng của cô. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở kỳ SEA Games năm ngoái, cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đó là cú dứt điểm của Tanakan. Tiếp tục
là một tình huống không chiến thành công nữa của các cô gái Việt Nam. Và là bóng nguy hiểm của các cầu thủ Thái Lan, nhưng ngay lập tức thì thủ thành Trần Thị Kim Thành đã có pha bắn ra kịp thời. Anon Fancha, pha đến đâu? Đó là pha phòng ngự tốt của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội phản công, Hải Yến rất nỗ lực. Đã có lỗi của đội tuyển Thái Lan, chắc chắn là như vậy. Người tăng tốc vừa rồi là Bích Huy. Một mình Bích Huy trong vòng vây của ba cầu thủ Thái Lan, nhưng cô vẫn có pha tăng tốc rất mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Anon Fancha đã không thể theo được tốc độ của Bích Huy và buộc phải phạm lỗi. Mất bóng. Và bây giờ tiếng còi của trọng tài Asaka đã thực sự vang lên. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi hậu tại kỳ SEA Games 2019 này. Thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tiếp tục có một hành trình rất hoàn hảo. Bàn thắng duy nhất của Hải Yến đã trở thành bàn thắng vàng cho đội tuyển nữ Việt Nam.